Chủ thượng, đi mau, chủ thượng, ngài có trong đó không? Lạ thật đó, sao hôm nay chẳng có thủ vệ nào thế này? Chủ thượng, ngài có đây không? Sao rồi? Vừa nãy suýt nữa thì chúng ta giết nhầm người rồi. Để ta xem nào. Đồ hồ ly tinh nhà cô, mặt mũi trông như thế này còn kém xa ta. Thế mà muốn quyến rũ chủ thượng. Ta thấy cô đúng là không biết tự lượng sức, to gan không biết xấu hổ. Để ta rạch hai đường trên mặt cô, xem cô còn quyến rũ đàn ông thế nào được nữa. Tập 2. Trời ơi mẹ, chẳng biết chủ thượng ban đâu về một cả nữ nhân lạ mặt. Nhìn là biết có ý đồ xấu, không phải hạng tốt đẹp gì. Nói là có công cứu giá, kết quả lại vào ở trong tẩm cung của chủ thượng. Mẹ à, mẹ là nhũ mẫu của chủ thượng. Chủ thượng bú sữa mẹ mà lớn mà, mẹ phải quản đi chứ. Con à, con loạn lên gì chứ? Con là khách thiên nguyệt đấy, đường đường là khách cung lệnh, chủ thượng là của con, không ai cướp đi được đâu. Cha con mất sớm, mẹ vất vả từng tảo sớm hôm nuôi con lớn bằng này, mẹ cũng không dễ dàng gì. Con không thể chuyện gì cũng dựa dẫm vào mẹ. Bản thân con, ôi trời, cũng phải cố gắng lên, ra sức đi ha. Mẹ, con nghiến răng nghiến lợi, cố gắng lắm rồi. Ai mà biết chủ thượng lại không cắn câu chứ. Đại mỹ nhân, đại mỹ nhân tuyệt thế như ta. Nhà xí, cô nói xem, sao chủ thượng lại không động lòng nhỉ? Ôi trời, con ngoan của ta. Ta nghe nói công chúa khởi mộng của thành Thiên Mạc sắp tới rồi. Công chúa khởi mộng được xưng tụng là giai nhân khuynh thành, dung mạo xinh đẹp tuyệt vời, điên đảo chúng sinh. Con không được lơ là đâu đó. Kệ đi, xử từng người một. Giải quyết con hồ ly tinh trước mắt đã. Tốt, đúng là con của ta, có phong thái của lão nương năm xưa. Hành chết á cho ta. Chủ thượng, đi mau, chủ thượng, ngài có trong đó không? Lạ thật đó, sao hôm nay chẳng có thủ vệ nào thế này? Chủ thượng, ngài có đây không? Sao rồi? Vừa nãy suýt nữa thì chúng ta giết nhầm người rồi. Để ta xem nào. Đồ hồ ly tinh nhà cô, mặt mũi trông như thế này còn kém xa ta. Thế mà muốn quyến rũ chủ thượng. Ta thấy cô đúng là không biết tự lượng sức, to gan không biết xấu hổ. Để ta rạch hai đường trên mặt cô, xem cô còn quyến rũ đàn ông thế nào được nữa. Chủ thượng, đợi nước ở thang một cát xong xuôi, thần sẽ tới bẩm báo. Ừ, chết rồi, cô ta tới kìa.
cô đã biết thân phận của ta nên mới ra tay cứu ta đúng không? Coi như cô may mắn đi được nước cờ hay. Nếu như cô còn mạng sống tiếp, ta ắt sẽ trọng thưởng. Chủ thượng, chủ thượng, nước ở thang một cát được rồi ạ. Ta biết rồi. Thô tục. Ôi trời ơi, ôi mẹ ơi, sợ hết cả hồn. Ta còn tưởng lần này mất mạng nữa. Nếu họ phát hiện chúng ta làm thị vệ giao ban hôn mê, nhất định sẽ tăng cường canh gác. Tới lúc đó muốn ra tay, e là không còn cơ hội tốt đẹp nữa. Ta muốn về gặp mẹ ta, ta cũng nhớ con gái ta. Sao tay của ngươi run bần bật vậy? Ta cứ căng thẳng là không hiểu sao tay lại run nữa. Chắc là tinh thần phấn khích quá. Các ngươi là ai? Sao ta lại ở đây chứ? Ta đang ở đâu thế này? Ta là ai? Tam muội. Muội quên rồi hả? Chúng ta tới đây để ám sát chủ thượng mà. Tên tiểu nhân gian xảo Diệp Chiêu Nam này, ta vừa mới bước vào địa phận thành Mộc Hề đã phái thích khách ám sát ta. Người Mộc Hề trước giờ vốn xảo trá, nếu không lão thành chủ đã không trúng gian kế của chúng mà tức chết. Chủ thượng, vẫn nên chờ liên hôn với Thành Thiên Mạc xong rồi lại hành động. Đúng rồi, nữ tử đã cứu ta, đang điều tra rồi, nhưng vẫn chưa tra ra được gì. Sao vô duyên vô cớ lại giả làm nam nhân? Có lẽ là để tiếp cận chủ thượng. Ngài còn nhớ lần ra ngoài du ngoạn đó không? Có hai nữ tử giả vờ ốm yếu bệnh tật, trông như sắp ngất xỉu rồi, nhưng lại cố ý ngất trong lòng chủ thượng. Đúng là vô cùng bạo dạn. Diêu hổ, ngươi mạnh tay như thế sao không đi rèn sắt luôn đi? Để ta nhẹ tay nhẹ tay nha. Ai bảo chủ thượng của chúng ta anh tuấn bất phàm, tuấn tú ngời ngời, khiến cho nữ tử kia không dứt ra được. Diệp Chiêu Nam. Đại ca. Nhị ca. Con à. Cha. Đúng đúng, muội chính là tam muội. Chủ thượng tin lời gièm pha, tịch thu gia sản, xử chém cả nhà chúng ta. Trong mấy trăm nhân khẩu nhà ta thì chỉ có bốn chúng ta trốn ra được. Thế nên để báo thù cho người nhà, chúng ta mai phục trong cung, ám sát chủ thượng. Ám sát chủ thượng. Đại ca, tại sao lại muốn giết ta? Để muội có thể tiếp cận chủ thượng, bọn ta đã sắp xếp cho muội đi cứu giá. Muội bị thương lúc cứu giá đó, bọn ta phát hiện muội mất trí nhớ, nên đại ca
muốn giúp muội khôi phục trí nhớ. Bởi vì muội mất trí nhớ lúc bị thương, nên bọn ta phải tái hiện lại tình hình lúc đó. Vậy ta đã cứu chủ thượng thế nào? Chuyện đó không quan trọng đâu Tam muội, quan trọng là muội có công cứu giá, có cơ hội tiếp cận chủ thượng, giết chết hắn. Tam muội, mối thù của mấy chục người nhà chúng ta giao cả vào tay muội. Dừng, vừa nãy ngươi nói là mấy trăm người kia mà. Tam muội, chuyện đó không quan trọng, quan trọng là muội nhất định không được làm chúng ta thất vọng. Tam muội, dựa cả vào muội đấy. Tam muội, con gái à, hãy báo thù cho cả nhà chúng ta, báo thù đi. Tam muội, nhớ ra rồi hả? Cha, cha, đứa con gái số khổ của ta, cha. Lão quan, ta nói chứ, không phải người bảo là Điềm Đại Cát à? Đại Cát đâu? Nhảm nhí. Trên quẻ của ta viết là mưu tính không lo, quý nhân gật đầu. Không chừng cô nương kia là quý nhân của chúng ta. Còn quý nhân cái gì? Ta sợ cô ta liên lụy thì có. Thế này đi, bây giờ chúng ta quay về, giết chết Liễu Hiên Minh. Nói nhỏ thôi, giết cái gì? Giết ngươi đi. Cho dù có sơ suất cũng không liên quan tới chúng ta. Trong thành rộng lớn, biết đi đâu tìm chúng ta. Hơn nữa cô ta nhìn thấy ba thị vệ, còn chúng ta là gì? Chúng ta là thái giám. Xem bộ dạng hèn nhát của các ngươi kìa, ngươi không thấy ba chúng ta làm vậy là hơi thất đức à? Thất đức cái gì? Đi thôi, nhẹ tay thôi. Đi đi đi, đi thôi. Ôi trời ơi, đi thôi, nhanh lên. Cô tỉnh rồi à? Rốt cuộc cô là ai? Tại sao lại giả làm nam nhân? Báo! Chủ thượng, bắt được mấy người mặc hề bên ngoài thành. Có kẻ phản kháng nên hành quyết ngay tại chỗ. Những kẻ còn lại thì giữ hết trong thành làm nô lệ. Rõ. Chủ thượng xin lời gièm pha, tịch thu gia sản, xử chém cả nhà chúng ta. Muội có công cứu giá, có cơ hội tiếp cận chủ thượng, giết chết hắn. Muội nhất định không được làm cho chúng ta thất vọng. Đám người mọc hề đáng ghét này. Người đâu? Có thích khách. Chủ thượng, chủ thượng, có thích. Hả? Thích khách đâu? Chủ thượng, rõ ràng vừa nãy ở đây có hai tên thích khách, còn có một tên dê sờ muốn sàm sỡ nô tỳ, khách Thiên Nguyệt. Cô trốn trong tủ làm gì? Nô tỳ vô tình đi ngang qua. Cô vô tình đi ngang qua tủ trong tẩm cung của ta sao? Chuyện này ăn tỏi trong rừng, trùng hợp thôi ạ. Ôi trời, ôi trời, nô tỳ nhớ ra rồi, nô tỳ còn có chút việc, nô tỳ xin cáo lui. Chủ thượng, thần cáo lui. Quay lại. Có chuyện gì?
Thần nhận được mật hàm do thám tử ở thành Mộc Hề gửi tới. Thành chủ thành Mộc Hề bị ốm, dưỡng bệnh không lên triều. Diệp Chiêu Nam có bệnh trong người, đóng cửa tịnh dưỡng rồi à? Chúng ta vừa từ thành Mộc Hề về thì hắn ta mắc bệnh, kỳ lạ thật. Diệp Chiêu Nam ơi là Diệp Chiêu Nam, người nhất định không được chết, có chết cũng phải chết trong tay ta. Vậy thần quay lại, cho người dọn dẹp thượng thư phòng đi. Đêm nay ta sẽ ngủ ở thượng thư phòng. Vậy cô nương này, cô ta đang bị thương, cứ để cô ta nghỉ ngơi ở đây. Ngủ riêng à? Ngươi nghĩ ta có thể giúp cô ta chiếm lợi sao? Thần lắm lời, thần đi làm ngay. Đúng rồi, quên không hỏi cô, cô tên gì? Ta Tam Muội, quê mùa. Bước. Có chuyện gì à? Muốn mượn một thứ của hai vị công công. Mượn cái gì? Dịu dàng chút được không? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Đội bát lên cho ta. Ta không. Đấy, ngươi có biết đây là nơi nào không? Thượng cung cục này do khách cung lệnh chúng ta quyết định. Cô nhìn cái gì? Cô nhìn nữa thử xem. Ta ta biết được cô cũng có chút bản lĩnh, nên ta đã tìm riêng một đội thị vệ đến trông chừng cô. Nếu như cô còn dám hỗn xược thì chẳng mấy mà thành con nhím. Đội bát lên đầu cho ta. Nè, cô có nhìn thấy ánh mắt vừa rồi của cô ta không? Lúc chủ thượng hung dữ cũng y như vậy. Có lẽ đây chính là tướng phu thê. Ôi trời, nô tỳ nói linh tinh thôi. Nghe cho kỹ đây, từ hôm nay trở đi, chăm sóc cô ta tử tế cho ta. Chăm sóc cô ta. À đúng rồi, ban nãy Diêu Hổ đại nhân đến dặn dò, bảo là ban ngày cho cô ta tới làm việc ở tẩm cung của chủ thượng, tối về lại thượng cung cục làm việc. Buông tay, người đâu? Nhà xí. Không sao, bùng thôi. Không sao đâu. Không sao. Cô ta, không sao đâu. Khách cung lệnh.
thành chủ Mộc Hề. Minh Đức, Hoàng Nghị. Khách cung lệnh, không biết tam muội có chỗ nào đắc tội cô mà cô đối đầu với ta khắp nơi thế. Ta thấy cô là ngứa mắt. Cô là đồ hồ ly tinh, thật không biết chủ thượng bị làm sao, lại cứ muốn cô đi hầu hạ nữa. Cô bỏ bùa mê thuốc lúa gì cho chủ thượng hả? Lẽ nào đến bây giờ khách cung lệnh cũng không biết rốt cuộc chủ thượng thích nữ tử thế nào? Chủ thượng không thích người dịu dàng hiền thục. Cô càng thô bạo càng hung ác với hắn thì hắn càng thích cô. Thật không? Ừ. Nè, ta nói cho cô nghe, ta trói hắn tới đại điện, đánh hắn một trận thật mạnh tay. Cô, ôi trời, khiến cho hắn vui vẻ cả đêm không ngủ luôn. Đừng, đừng, đừng mà. Tam muội, đừng dừng lại. Cô giỏi quá. Kêu đi, cục cưng của ta. Từ nhỏ đến lớn, được người người theo đuổi, tân bốc, tất nhiên sẽ thấy chán rồi. Nếu khách cung lệnh thật sự muốn được chủ thượng ưu ái, thì nên hành hạ hắn thật ác độc, khiến cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Khi đó, có lý. Sao ta không nghĩ ra nhỉ? Bây giờ ta thấy cô có vẻ thuận mắt hơn nhiều rồi. Hay là sau này đi theo ta đi, ta sẽ chăm sóc cho cô. Ôi trời. Công chúa, công chúa, không sao không sao. Ngon thiệt. Tiểu Giao, mau đưa đây. Công chúa, đây là bột ngứa thành thiên mạc tiến cống. Chủ thượng mà biết thì phải làm sao đây? Không sao đâu, chẳng phải là vì cuộc sống trong thành khô khan nhàm chán quá sao? Nghe nói công chúa khởi mộng sắp tới rồi, tới lúc đó công chúa Vân La cũng có thể tới chơi với cô. Tiểu Giao, rõ ràng cô biết ta ghét nhất người thiên mạc. Bọn họ ý mình là thành lớn, ức hiếp thành nhỏ xung quanh đủ điều. Bọn họ còn không giải quyết ổn thỏa chuyện của nước mình mà còn tự cao tự đại. Hay là chúng ta đi tìm cung nữ tinh tâm muội kia đi. Ý cô là cung nữ đã cứu vương huynh đó hả? Đúng vậy, nghe nói chủ thượng còn thường xuyên giữ cô ta bên cạnh hầu hạ.
Thú vị đấy. Bao giờ công chúa khởi mộng tới Hiên Nguyệt? Là chủ thượng, vài ngày nữa tới ạ. Đi mau. Đợi cô ấy tới. Một khi liên hôn, ta sẽ có thể mượn binh lực của thành Thiên Mạc đánh chiếm Mộc Hề, tự tay đâm chết Diệp Chiêu Nam. Nhưng chủ thượng từng đồng ý cắt nhĩ thành cho thành Thiên Mạc, đồng thời dâng 10 vạn lượng làm sính lễ. Chủ thượng có từng nghĩ sẽ thực hiện lời hứa không? Nhĩ thành là lãnh địa của Hiên Nguyệt, lãnh thổ đất nước, không thể để mất tất đất nào. Còn 10 vạn lượng vàng là tiền thuế vài năm của Hiên Nguyệt, cực kỳ quý giá. Ban đầu đồng ý với chúng chỉ là kế sách tạm thời thôi. Nếu không làm thế thì sao chúng ta có thể đưa khởi mộng tới? Chờ chúng tới Hiên Nguyệt, tìm một người ra mặt phản đối chuyện cắt đất dân vàng, ta sẽ có lý do từ chối. Đó là ai vậy? Là sứ thần của Thiên Mạc. Đó là Dịch Dung Quân tiếng tăm lừng lẫy, quả là oai hùng hơn người. Ta còn nghe nói là công chúa khởi mộng được mệnh danh là gia nhân khuynh thành, thế thì phải chiêm ngưỡng mới được. Đúng là khí chất không tầm thường. Công chúa, công chúa khởi mộng. Khởi mộng, cô sắp được gặp Hiên Minh ca ca của cô rồi. Dịch Dung Quân, những việc liên quan tới liên hôn giao cả cho ngươi đó. Chúng ta đã lên kế hoạch lâu như vậy rồi, chỉ đợi ngày hôm nay thôi đó. Nhưng mà văn võ bá quan đều sợ thành Thiên Mạc, chắc là không ai dám phản đối đâu. Sao nước ngày hôm nay có vẻ hơi lạ? Hả? Vậy sao? Lạ thế nào hả? Thì ngứa ngáy. Ngứa ngáy hả? Đúng là hơi ngứa thật. Vương thượng, chiếc dây chuyền này hình như là của nữ tử tên Tam Muội kia. Ngươi gọi cô ta tới đây. Dạ. Tê cái lưỡi quá. Lại định sàm sỡ ta. Đến rồi à? Sợi dây chuyền này là cô làm rơi ở đây đúng không? Khách Thiên Nguyệt, cô ăn mặc như vậy để làm gì? Chủ thượng, buồn the lạnh vắng, tất dạ rối bời như tơ loạn. Cuối cùng thì nô tỳ cũng biết ngài thích kiểu gì rồi. Hả? Nô tỳ tới đây. Cô bảo là Tam Muội nói với cô rằng ta thích nữ tử thua lỗ hung dữ sao? Đồ hồ ly tinh nhà cô lại dám lừa ta. Ta, khách Thiên Nguyệt, lùi xuống. Đi thôi nữ hiệp. Trang phục của cô đẹp đó, mua ở đâu vậy? Quay lại đây. Tại sao cô lại lừa khách Thiên Nguyệt? Cô muốn báo thù cô ta hay là muốn báo thù ta? Trẻ con mới chọn. Còn ta thì muốn báo thù cả hai. Cô, nữ tử này, cô đúng là độc ác. Ta đã cứu ngươi đấy, ngươi không biết báo ơn thì thôi, lại còn giao ta cho cô ta. Ngươi không biết là
cô ta giày vò ta thế nào đâu. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt vô tội đó. Cô nhớ kỹ cho ta, ta thích nữ tử thông minh, không thích kiểu này của cô.